Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình ngày hôm nay chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn một số những nội dung đáng chú ý sau đây. Từ mùng 1 tháng 8, hoạt động kinh doanh cắt tóc, gội đầu và massage chính thức bị đánh thuế 7%. Quảng Trị, ngư dân gặp khó khăn do cửa sông cạn. Các tỉnh Tây Nguyên quyết liệt kiểm soát không để dịch Covid-19 lây lan. Biến điểm đen rác thải thành nơi bảo vệ môi trường, mô hình cần nhân rộng ở Hà Nội. Theo thông tư số 40 của Bộ Tài chính, các dịch vụ tắm hơi, massage, karaoke, vũ trường, PA, internet, game, may đo, giặt là, cắt tóc, làm đầu sẽ phải chịu thuế giá trị gia tăng 5% và thuế thu nhập cá nhân 2% từ ngày 1 tháng 8 năm 2021. Đáng chú ý, so với quy định hiện hành, thông tư số 40 năm 2021 đã bổ sung thêm nhiều nhóm đối tượng gồm hộ kinh doanh, cá nhân hoạt động thương mại điện tử, bao gồm cả cá nhân có thu nhập từ sản phẩm dịch vụ nội dung thông tin số. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có hoạt động sản xuất kinh doanh tại chợ biên giới, chợ cửa khẩu, chợ trong khu kinh tế, cửa khẩu trên lãnh thổ Việt Nam. Người cho thuê tài sản, người chuyển nhượng tên miền.vn. Tổ chức hợp tác kinh doanh với cá nhân, tổ chức, cá nhân khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân. Doanh nghiệp sổ số, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp bán hàng đa cấp trả thu nhập trực tiếp cho cá nhân ký hợp đồng đại lý bán đấu giá đối với sổ số, bảo hiểm, bán hàng đa cấp. Ngoài ra, thông tư này cũng quy định rõ đối với trường hợp cá nhân có phát sinh hợp đồng cho thuê tài sản trong nhiều năm và đã khai thuế, nộp thuế theo quy định trước đây thì không điều chỉnh lại đối với số thuế đã khai, đã nộp theo các quy định trước ngày, hiệu lực thông tư số 40/2021. Trong bối cảnh tốc độ giải ngân vốn ODA và vay ưu đãi của các bộ ngành địa phương rất chậm, mới đây Bộ Tài chính đã tổ chức họp với Ban Quản lý Dự án các đơn vị sử dụng vốn quy mô lớn để tìm hiểu, tháo gỡ khó khăn, góp phần đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án. Tính đến hết ngày 10 tháng 6 năm 2021, số liệu giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm nay nguồn nước ngoài của các bộ ngành là 1.253 tỷ đồng, đạt 7,53% so với dự toán được giao. Tỷ lệ giải ngân rất thấp, có đến 8 trên 13 bộ ngành vẫn chưa giải ngân kế hoạch đầu tư công vốn nước ngoài. Ngoài tác động của dịch bệnh thì phần lớn các bộ ngành chủ yếu chưa hoàn thành thủ tục đầu tư, chậm giải phóng mặt bằng, vướng mắc trong khâu đấu thầu. Bộ Tài chính cho rằng để hoàn thành nhiệm vụ giải ngân năm nay, đòi hỏi cần phải có các giải pháp đồng bộ và quyết liệt của toàn thể hệ thống chính trị, của chính phủ, bộ, ngành và địa phương. Các bộ ngành với tư cách là cơ quan chủ quản cần theo dõi sát sao và chỉ đạo kịp thời các chủ dự án giải quyết các vướng mắc nhằm hoàn thành mục tiêu giải ngân của năm. Nắng nóng ở miền Bắc dẫn đến nhu cầu sử dụng điện tăng cao khiến hệ thống điện lập kỷ lục mới trong tiêu thụ. Theo giải trình từ Bộ Công Thương, tỷ lệ dự phòng công suất toàn quốc đến năm 2025 không xét năng lượng tái tạo chỉ khoảng 18%, gây khó khăn cho việc xếp đặt lịch bảo dưỡng, sửa chữa các nhà máy điện, đặc biệt là thời điểm phụ tải cực đại vào buổi tối và mùa khô. Cụ thể, tỷ lệ dự phòng hệ thống điện miền Nam sẽ giảm mạnh từ năm 2023 và không đủ điện vào năm 2025, nguy cơ thiếu điện cao hơn vào mùa khô hoặc thời điểm ngừng cấp khí, sửa chữa, bảo dưỡng các nhà máy điện ở khu vực miền Nam. Ở miền Bắc, tỷ lệ dự phòng năm 2020 chỉ còn 10%. Như vậy, trong giai đoạn 2023-2025, miền Bắc hầu như không có công suất dự phòng và phải nhận hỗ trợ từ miền Trung trong cao điểm mùa khô hoặc trường hợp sửa chữa, bảo dưỡng các nhà máy điện. Theo báo cáo cập nhật cân đối cung cầu điện giai đoạn 2021-2025 của EVN, trong trường hợp các nguồn điện chậm tiến độ, nguồn năng lượng tái tạo ngừng triển khai sau mốc tháng 10 năm 2021, thì hệ thống điện sẽ bị thiếu hụt nguồn cung lớn. Sản lượng thiếu hụt có thể lên tới 27,7 tỷ kWh điện vào năm 2025. Điện năng đóng vai trò quan trọng trong mọi hoạt động của xã hội, phục vụ đời sống sinh hoạt, sản xuất của người dân. Do đó, tiết kiệm điện là tiết kiệm tiền cho bản thân, gia đình, cộng đồng, xã hội. Vậy làm thế nào để sử dụng nguồn điện thực sự an toàn, tiết kiệm, hiệu quả? Đến hè lại lên, cứ vào cao điểm của đợt nắng nóng mùa hè, gia đình ông Cương cùng nhiều gia đình khác thường xuyên được các cán bộ điện lực thuộc Công ty Điện lực Bắc Từ Liêm đến để tuyên truyền vận động về cách sử dụng điện an toàn, hiệu quả, tiết kiệm. Hiện nay là cái khí hậu nó nóng lên, mà cái điện của ngành điện thì cũng đáp ứng cho cái toàn quốc là nó cũng chưa thể đầy đủ được. Trên cái việc mà ý thức là
để dùng điện không những gia đình mình mà chung cho cộng đồng nói chung hay khu vực mình, thì thực ra là mình cảm thấy là những chỗ nào không cần thiết mình không nên sử dụng. Thực hiện chủ trương của chính phủ đặt mục tiêu phấn đấu hàng năm tiết kiệm tối thiểu 2% tổng điện năng tiêu thụ. Tới thời điểm này, các cán bộ điện lực luôn nêu cao tinh thần, đẩy mạnh vận động tuyên truyền, từ đó nhận thức của người dân cũng ngày càng cao hơn. Vào cái giờ cao điểm nhất thì là sẽ diễn ra vào từ khoảng 20 giờ đêm cho đến 22 giờ đêm, do lượng khách hàng sử dụng điều hòa rất là lớn. Thì đối với cái tuyên truyền để người dân sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả thì hiện nay là khuyến cáo người dân là lên sử dụng những thiết bị thật cần thiết và lên để nhiệt độ điều hòa ở từ 25 đến 27 độ C và tránh cái giờ cao điểm để khi bật đồng thời các cái thiết bị cùng một lúc thì dẫn đến là quá tải cái lưới điện. Nguồn cung ứng điện giai đoạn 2020-2025 của nước ta đang gặp nhiều thách thức do tình trạng biến đổi khí hậu. Nguồn điện gió, điện mặt trời vẫn còn hạn chế, nhiệt điện gặp nhiều khó khăn trong mở rộng đầu tư. Vì vậy, việc sử dụng tiết kiệm và hiệu quả là giải pháp quan trọng nhằm duy trì ổn định an ninh năng lượng, phát triển bền vững, tăng trưởng kinh tế đất nước trong thời gian năm tới. Thực hiện dự án thúc đẩy tài chính toàn diện vì phụ nữ dân tộc thiểu số do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lâm Đồng triển khai, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Di Linh vừa đưa vào hoạt động mô hình tiết kiệm và cho vay tại thôn bản theo hình thức cổ phần tài chính. Theo đó, dự án thúc đẩy tài chính toàn diện vì phụ nữ dân tộc thiểu số hoạt động dựa trên các chi hội phụ nữ đăng ký thành lập các tổ bầu ra ban quản lý và thông qua quy chế hoạt động vận động các thành viên tham gia đóng góp cổ phần, xét các đối tượng hội viên có hoàn cảnh khó khăn, có nhu cầu nguồn vốn để cho vay đầu tư sản xuất phát triển kinh tế gia đình. Thông qua mô hình này không chỉ giúp cho cán bộ, hội viên phụ nữ có thói quen tiết kiệm trong sinh hoạt, đặc biệt là chị em phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số, mà còn giúp cho nhiều chị em ở địa phương được vay vốn phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho gia đình. Từ năm 2020 đến nay, khu vực sông Hiếu sát với cửa biển thị trấn Cửa Việt, cảng biển Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị bị cát bồi lấp nghiêm trọng, làm cho các cửa sông này bị cạn sát đáy, gây rất nhiều khó khăn cho các tàu thuyền xa khơi cũng như trở về các khu neo đậu. Cảng cá thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị hiện có rất nhiều tàu ngoài tỉnh vào đây để cập bến. Tuy nhiên, sau khi vào đây cập bến bán cá và tiếp tế nhiên liệu, thì toàn bộ các cái tàu cá này buộc phải nằm lại bờ. Nguyên nhân là do bị mắc cạn. Cửa sông Hiếu, sông Bến Hải bình thường có độ sâu 4 đến 5 mét. Tuy nhiên, từ tháng 11 năm 2020 đến nay, do bị cát bồi lấp nên những con tàu đánh bắt trung bờ và xa bờ không còn chỗ neo đậu. Riêng ngư dân khu phố 5 và khu phố 6, thị trấn Cửa Việt, mỗi lần muốn cho tàu vào khu vực neo đậu phải liên tục xem mực nước ở trên sông. Còn các tàu tỉnh bạn có khi cập bến phải nằm chờ nửa tháng trời mới ra khơi được vì bị mắc cạn. Không chỉ ảnh hưởng đến vấn đề neo đậu của ngư dân, mà khu bến cảng Hải đội 2, bộ đội biên phòng cũng bị bồi lấp khiến tàu ra vào rất khó khăn. Đặc biệt bến cá của huyện Gio Linh, nơi các tàu thuyền cập bến trung chuyển thủy hải sản, giờ cũng cạn, không tàu nào ra vào được. Chúng tôi đề nghị ban tỉnh chỉ đạo các sở ban ngành liên quan khẩn trương để thực hiện cái việc nạo vét giúp cho bà con có thể là ra vào cửa và có chỗ neo đậu, đảm bảo an toàn cho tàu thuyền và an toàn cho người dân. Hiện tại trên con sông Hiếu, sát với cửa biển Cửa Việt, Cửa Tùng có chiều dài bồi lấp khoảng gần 2 km, rộng hơn 100 m. Với tình trạng sông bị bồi cạn như hiện nay, tỉnh Quảng Trị cần sớm có giải pháp bền vững trong việc nạo vét luồng lạch. Nếu không đến mùa mưa bão, thiệt hại của ngư dân là không thể kể đếm. Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều doanh nghiệp đã phải đóng cửa, giảm quy mô, khiến hàng trăm ngàn người lao động bị giảm thu nhập, ngừng việc làm, mất việc làm, đặc biệt là lao động trẻ. Hỗ trợ việc làm trong mùa dịch cho người lao động là sự nỗ lực đang được nhiều địa phương đơn vị thực hiện, như ghi nhận sau đây tại thành phố Hồ Chí Minh. Du lịch là một trong những ngành chịu tác động nặng nhất bởi dịch COVID-19. Thị trường, tour tuyến giảm sút, dịch vụ đóng cửa hàng loạt, kéo theo đó là hàng ngàn hướng dẫn viên bị mất việc. Để trang trải cuộc sống, nhiều hướng dẫn viên phải tìm đủ công việc thời vụ để làm tạm thời, chờ ngành du lịch phục hồi trở lại. Trước dịch thì công việc vẫn ổn định, dịch tới thì mọi người sẽ ít đi và thường là chủ động ở nhà nhiều hơn theo cái khuyến cáo của nhà nước, thì rất là ảnh hưởng đến lại cái ngành du lịch cũng như là các ngành dịch vụ khác. Dịch COVID-19 đã ảnh hưởng nặng nề đến thị trường lao động, nhất là lao động trẻ. Năm 2020,
dịch bệnh đã khiến hơn 500.000 lao động tại Thành phố Hồ Chí Minh bị mất việc, giảm việc làm. Những tháng đầu năm 2021, nhu cầu lao động của các doanh nghiệp đã tăng trở lại, nhưng dịch bệnh bùng phát khiến người lao động ở nhiều ngành nghề vẫn chưa thể quay trở lại công việc. Chia sẻ khó khăn với người lao động nhằm hỗ trợ việc làm cho người lao động trong mùa dịch, nhiều chương trình đã được Thành phố Hồ Chí Minh triển khai, trong đó có chương trình hỗ trợ việc làm lưu động trong mùa dịch COVID-19 do Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Chương trình đã giới thiệu hơn 2.000 chỗ làm, hỗ trợ các lớp kỹ năng bổ trợ nghề nghiệp cho người lao động. Đây là một trong những cái giải pháp rất chủ động của tổ chức đoàn cũng như Trung tâm Dịch vụ Việc làm Thanh niên là thực hiện để nhằm kịp thời hỗ trợ các bạn thanh niên, người lao động trên địa bàn thành phố. Những cái công việc mà trong cái mùa dịch Covid này rất là khó khăn tìm kiếm việc làm. Dịch diễn biến phức tạp, hàng ngàn doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh vẫn lao đao, thậm chí ngừng hoạt động, phá sản. Hàng chục ngàn lao động tiếp tục bị cắt giảm. Sự chia sẻ từ các chương trình hỗ trợ việc làm, dù chỉ giải quyết được một phần nhỏ nhu cầu việc làm, song cũng là điểm sáng trong tình hình việc làm khó khăn như hiện nay. Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 tại một số tỉnh thành phố và ngay khi Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện giãn cách xã hội, đã có rất nhiều người dân sinh sống làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh trở về ở các tỉnh Tây Nguyên qua các phương tiện giao thông công cộng. Để chủ động kiểm soát tình hình, ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh lây lan, các tỉnh tại Tây Nguyên đã triển khai quyết liệt nhiều biện pháp để phòng chống dịch COVID-19 lây lan trên địa bàn. Nhằm hạn chế thấp nhất nguy cơ lây lan dịch COVID-19 trong cộng đồng, tỉnh Đắk Lắk đã phải tái lập chốt phòng dịch từ xa, ngay cửa ngõ phía nam thành phố Buôn Ma Thuột. Đây là chốt chặn quan trọng, không để dịch bệnh COVID lây lan. Trước diễn biến tình hình dịch rất là phức tạp trên địa bàn cả nước, đặc biệt là trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong những ngày gần đây, thì các ca lây nhiễm trong cộng đồng rất là nhanh. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, thì Ủy ban thành phố đã triển khai truy vết, xét nghiệm các trường hợp từ vùng dịch trở về, kiểm soát phòng chống dịch tại cửa ngõ vào thành phố trên địa bàn xã Hòa Phú. Cùng với Đắk Lắk, tỉnh Gia Lai cũng triển khai chốt chặn để kiểm soát dịch bệnh lây lan qua con đường huyết mạch trên quốc lộ 14. Với đầy đủ các trang thiết bị, vật tư y tế, trên tinh thần đảm bảo có đủ nhân lực cho các vị trí cần thiết. Ngoài đo thân nhiệt, phun khử khuẩn, những người đến từ các tỉnh, thành phố khác vào tỉnh Gia Lai phải tuân thủ việc khai báo y tế bắt buộc, đảm bảo trung thực, chính xác. Lực lượng chúng tôi đã tổ chức triển khai kiểm soát tất cả các loại phương tiện đi vào địa bàn tỉnh Gia Lai và cho người dân mà đi vào địa bàn tỉnh Gia Lai là khai báo y tế, đo thân nhiệt. Và đặc biệt thì chúng tôi cũng hướng dẫn người dân là tải ứng dụng Bluezone để khai báo y tế, tạo thuận lợi cho người dân được khai báo nhanh và để giải phóng lượng người đi qua lại cho nhanh. Rồi bên cạnh đó thì thực hiện công văn của Sở Giao thông Vận tải về việc tạm ngưng các hoạt động vận tải hành khách đến đi và đến địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, thì chúng tôi đã tăng cường kiểm tra và xử lý một số trường hợp xe khách vận chuyển khách mà vi phạm quy định về phòng chống dịch và cũng đã xử phạt vi phạm về hành vi vi phạm quy định về phòng chống dịch. Còn tại những khu vực khi xuất hiện ca dương tính, cấp ủy đảng, chính quyền địa phương đã vào cuộc một cách quyết liệt và nhanh chóng để kịp thời khoanh vùng, truy vết, kịp thời kiểm soát dịch bệnh. Nhắc đến tuyến đường ven Hồ Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội, thì nhiều người dân thủ đô sẽ nhớ tới ngay hình ảnh của những bãi tập kết rác với mùi hôi thối nồng nặc, chưa kể đến đoạn cuối tuyến đường từ lâu được coi là nhà vệ sinh công cộng của khách vãng lai. Thế nhưng đó là chuyện của trước đây, còn hiện tại, tuyến đường này đã được lột xác, trở thành nơi tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của khu vực và thủ đô. Hồ Trúc Bạch với bề dày lịch sử văn hóa của thủ đô từng là điểm đen ô nhiễm môi trường của thành phố như thế này. Vậy mà giờ đây, với quyết tâm của chính quyền và sự chung tay của người dân, tuyến đường ven hồ này đã được lột xác, mang một diện mạo mới, lung linh, huyền ảo bởi sắc đèn lồng, bức tường bích họa và những tấm pano tuyên truyền bảo vệ môi trường, đẩy lùi rác thải nhựa. Trước đây nhìn nó nhếch nhác, nó lộn xộn, nhưng mà chỉ qua có gần một tháng thì gần như là nó thay đổi hẳn cả một cái không gian sống của họ, và họ cũng vào cuộc cùng với các cái tổ chức trong hệ thống chính trị cùng bắt tay vào làm việc. Người ta nhìn thấy một cái màu sơn mới, rất nhiều chủng loại, nó phong phú, nó hấp dẫn. Rồi những cái hình ảnh nói đến những cái toàn dân phải chăm sóc cái không gian sống này.
Đáng nói, từ khi tuyến đường này được chỉnh trang thì người dân xung quanh cũng đã thay đổi ý thức của mình. Họ không còn xả rác bừa bãi nữa mà cùng nhau quét dọn, trồng thêm cây hoa, làm đẹp thêm cho cảnh quan, môi trường. Và cái cảnh quan thì nó khang trang và nó đẹp hẳn lên. Và người dân thì được có một cái không khí, một cái môi trường nó trong lành hơn. Và đặc biệt là họ được nâng cao cái chất lượng cuộc sống. Ví dụ như là họ được tập thể dục thể thao, rồi họ được vui chơi. Theo người dân, ấn tượng nhất của nơi này có lẽ chính là vẻ đẹp lung linh huyền ảo vào buổi tối khi 200 chiếc đèn lồng, sáng đèn, hòa quyện cùng các bức bích họa, pano. Qua đó tái hiện không gian phố cổ, nét đẹp cổ, văn hóa của người Hà Nội xưa. Nơi đây hứa hẹn sẽ trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn của thủ đô. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình với những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, Tổng cục Dự trữ Nhà nước vừa ban hành công văn yêu cầu các cục dự trữ nhà nước khu vực kiện toàn ban chỉ huy phòng chống lụt bão, phòng cháy chữa cháy của đơn vị, củng cố lực lượng xung kích tại chỗ, phân công giao nhiệm vụ cụ thể để các tổ chức cá nhân thuộc đơn vị chủ động sẵn sàng ứng phó với các tình huống lũ, lụt, cháy nổ. Theo đó, Tổng cục Dự trữ Nhà nước yêu cầu các đơn vị tổ chức kiểm tra hệ thống trang thiết bị, công cụ, dụng cụ liên quan đến công tác phòng chống lụt bão, phòng cháy chữa cháy để sửa chữa, bổ sung kịp thời. Tổng cục Dự trữ Nhà nước cũng yêu cầu toàn ngành phải chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết như nhân lực, phương tiện, hàng dự trữ quốc gia để tổ chức xuất cấp hàng dự trữ quốc gia kịp thời, theo quyết định của cấp có thẩm quyền, hỗ trợ các địa phương ứng phó khắc phục hậu quả thiên tai dịch bệnh trong mọi tình huống. Từ đầu năm 2021 đến nay, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã ban hành quyết định giao các cục dự trữ nhà nước khu vực thực hiện xuất 54.628 tấn gạo. Mùa khô năm 2021 tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy rừng, nhất là khu vực rừng phòng hộ giáp danh với các địa phương khác. Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế đã kiểm tra thực tế tại địa phận Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Hải Vân. Ngay từ đầu mùa khô, đơn vị đã đẩy mạnh các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng, duy trì ứng trực phòng cháy 24/24 giờ. Trong 6 tháng đầu năm, lực lượng tuần tra đã kịp thời phát hiện và dập tắt 2 đám cháy, ngăn đám cháy lan rộng và gây thiệt hại lớn. Qua kiểm tra thực địa, lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Hải Vân tiếp tục tăng cường tuần tra rừng, chủ động phương án ứng phó. Công tác tuyên truyền cần triển khai bằng nhiều hình thức, qua đó để người dân địa phương nâng cao ý thức phòng chống cháy rừng, đồng thời cần làm tốt công tác chăm sóc diện tích rừng thay thế, ngăn chặn săn bắn động vật hoang dã. Sau bị ảnh hưởng bởi mưa lũ từ trước đó, 35 hộ dân bản Co Mê, xã Trung Sơn, huyện biên giới Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa bị thiệt hại tài sản nhà cửa. Dù bà con đã xây dựng lại nhà cửa nhưng vẫn có nguy cơ sạt lở đất trên đồi. Vì vậy, chính quyền địa phương đã hỗ trợ bà con di rời đến nơi tái định cư mới. Đến nay, một khu đất mới đã được hoàn thiện. Người dân đang tích cực tháo dỡ nhà để chuyển đến nơi ở mới. Đây là khu đất tái định cư mới của các hộ dân bản Co Me, xã Trung Sơn. Vào năm 2018, địa bàn đã xảy ra trận lũ lịch sử làm trường học bị sập. Nhiều tài sản của người dân bị nước cuốn trôi. Được sự quan tâm của các cấp chính quyền, người dân đã có nơi ở mới. Tuy nhiên, một quả đồi nằm bên cạnh khu đất của các hộ đang sinh sống có nguy cơ cao bị sạt lở. Do đó, huyện Quan Hóa đã hỗ trợ các hộ dân di rời nhà ở, tài sản đến nơi tái định cư mới. Trong thời điểm dịch bệnh hạn chế tụ tập, nhiều người dân lựa chọn các cách thức tập thể dục như chạy bộ, đi xe đạp để rèn luyện sức khỏe. Đây vốn là một hoạt động lành mạnh. Tuy nhiên, khi nó diễn ra ở sai địa điểm thì không những không giúp cải thiện sức khỏe mà còn gây nguy hiểm cho chính bản thân và xã hội. Tại tuyến đường Võ Nguyên Giáp hướng đi sân bay Nội Bài, dù có biển cấm các phương tiện đi xe máy, xe thô sơ đi vào làn ô tô, nhưng không ít người dân vẫn vi phạm, bất chấp tính mạng của bản thân. Trong khi ô tô lưu thông với vận tốc gần 100 km/h, có người thản nhiên tập yoga ngay trên đường. Theo Nghị định 100, hành vi điều khiển xe đạp đi vào đường cấm chỉ bị phạt tiền từ 200 đến 300 nghìn đồng. Mức phạt này chưa đủ sức răn đe với những người vi phạm. Chấp hành pháp luật nói chung và tuân thủ luật giao thông nói riêng là tiền đề của một xã hội an toàn, lành mạnh. Người dân không thể vì việc rèn luyện sức khỏe mà bất chấp các quy định về an toàn giao thông gây ảnh hưởng đến tính mạng của chính mình và người khác.
Quý vị và các bạn thân mến, tới đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.